Chào mừng các em đã đến với VKVKVK Sửa Máy 66 Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét Ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài Chương 6 Kim Loại Kiềm Kim Loại Kiềm Thổ Nhôm Qua chương này, các em sẽ được biết vị trí của Kim Loại Kiềm Kim Loại Kiềm Thổ Nhôm trong bảng tuần hoàn Tính chất vật lý và hóa học của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm. Biết ứng dụng và điều chế một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm. Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm. Qua bài này, các em sẽ được biết vị trí của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn, cấu tạo nguyên tử tính chất vật lý, hóa học và phương pháp điều chế kim loại kiềm. Biết tính chất và ứng dụng của một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm. A lớn, kim loại kiềm. Một la mã, vị trí trong bảng tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử. Kim loại kiềm thuộc nhóm 1A của bảng tuần hoàn, gồm các nguyên tố Li, -ti, Li, Natri, Na. Kali, K, Rubidi, RB, CC, CS và Franci, FR. Cấu hình electron nguyên tử: Liti 2s1, Natri 3s1, Kali 4s1, Rubidi 5s1, CC 6s1. Hai la mã, tính chất vật lý. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim, dẫn điện tốt. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp, khối lượng riêng nhỏ, độ cứng thấp. Bảng 6.1 Một số hàng số vật lý quan trọng của các kim loại kiềm. Các em kẻ bảng gồm có 5 cột, 6 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1. Nguyên tố Cột 2 Nhiệt độ nóng chảy Cột 3 Nhiệt độ sôi Cột 4 Khối lượng riêng Tính bằng gam trên cm khối Cột 5 Độ cứng Lấy độ cứng của kim cương bằng 10 Hàng thứ 2 Cột 1 Ly ti Cột 2 180 Cột 3 1330

Franci là nguyên tố phóng xạ, không có đồng vị bền. Chúng ta không tìm hiểu trong nội dung bài này. Sở dĩ kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp, khối lượng riêng nhỏ và độ cứng thấp là do kim loại kiềm có mạng tinh thể lập phương tâm khối, cấu trúc tương đối rỗng, mặt khác, trong tinh thể của các nguyên tử và ion liên kết với nhau bằng liên kết kim loại yếu. Vì vậy, Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp, độ cứng thấp. Ba la mã, tính chất hóa học. Các nguyên tử kim loại kiềm có năng lượng ion hóa nhỏ, vì vậy kim loại kiềm có tính khử rất mạnh, tính khử tăng dần từ liti đến cc. M lớn, mũi tên, M, cộng, cộng, electron. Trong hợp chất, các kim loại kiềm có số oxy hóa là cộng 1 một Tác dụng với phi kim Kim loại kiềm khử dễ dàng các nguyên tử phi kim thành ion âm A. Tác dụng với oxy Natri cháy trong khí oxy khô tạo ra natri peoxid Na2O2 Cháy trong không khí khô ở nhiệt độ thường tạo ra natri oxit Na2O Phương trình 2 Na cộng O2 cho ra Na2O2 là natri pelxit 4 Na cộng O2 cho ra 2 Na2O là natri oxit. B. Tác dụng với clo. 2K cộng Cl2 cho ra 2KCl. 2. Tác dụng với axit kim loại kiềm khử mạnh ion H cộng trong dung dịch axit HCl và H2SO4 loãng thành khí hydro 2 Na 2 HCl cho ra 2 NaCl H2 bay lên. Phản ứng xảy ra rất mãnh liệt, tất cả các kim loại kiềm đều nổ khi tiếp xúc với axit. B. Tác dụng với nước. Kim loại kiềm khử nước dễ dàng ở nhiệt độ thường giải phóng khí hydro 2k 2h2o cho ra 2 koH H2 bay lên từ ti đến cc phản ứng với nước xảy ra ngày càng mãnh liệt Natri bị nóng chảy và chạy trên mặt nước Kali tự bùng cháy rubidi và cc phản ứng mãnh liệt khi tiếp xúc với nước vì các kim loại kiềm dễ tác dụng với nước với oxy trong không khí, nên để bảo quản, người ta ngâm chìm các kim loại kiềm trong dầu hỏa. 4 la mã, ứng dụng, trạng thái tự nhiên và điều chế. 1. Ứng dụng. Kim loại kiềm có nhiều ứng dụng quan trọng. Thứ nhất, dùng chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp. Thí dụ, hợp kim natri kali có nhiệt độ nóng chảy là 70 độ C, dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một số lò phản ứng hạt nhân. Thứ hai, hợp kim li ti nhôm siêu nhẹ được dùng trong kỹ thuật hàng không thứ ba cc được dùng làm tế bào quang điện hai trạng thái tự nhiên trong tự nhiên các kim loại kiềm không có ở dạng đơn chất mà chỉ tồn tại ở dạng hợp chất trong nước biển có chứa một lượng tương đối lớn muối chloro -natri. đất cũng chứa một số hợp chất của kim loại kiềm ở dạng silicat và aluminat ba Điều chế Muốn điều chế kim loại kiềm từ các hợp chất, cần phải khử các ion của chúng. Công thức chung M cộng cộng electron cho ra M Vì ion kim loại kiềm rất khó bị khử, nên phải dùng dòng điện, phương pháp điện phân. Quan trọng nhất là điện phân muối halogenua của kim loại kiềm nóng chảy. Thí dụ, người ta điện phân chloronatri nóng chảy để điều chế natri. Hình 6.1. B lớn. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm. Một la mã, natri hiroxit. Một tính chất. Natri hiroxit (NaOH) hay sút ăn da là chất rắn không màu, dễ nóng chảy. Nhiệt độ nóng chảy là 322 độ C. Hút ẩm mạnh, dễ chảy giữa, tan nhiều trong nước và tỏa ra một lượng nhiệt lớn nên cần phải cẩn thận khi hòa tan NaOH trong nước. Khi tan trong nước, NaOH phân ly hoàn toàn thành ion. NaOH cho ra Na cộng cộng OH trừ. Natri hydroxit tác dụng được với oxit axit, axit và muối. Ví dụ, CO2 cộng 2 NaOH cho ra Na2CO3 cộng H2O. CO2 cộng 2 OH trừ cho ra CO3 2 trừ cộng H2O. HCl cộng NaOH cho ra NaCl cộng H2O. H cộng cộng OH trừ cho ra H2O. CuSO4 cộng 2 NaOH cho ra Na2SO4 cộng CuOH2 lần kết tủa. Cu2 cộng cộng 2OH trừ cho ra CuOH2 lần kết tủa. 2. Ứng dụng Natri hiroxit là hóa chất quan trọng, đứng hàng thứ hai sau axit sulfuric. Natri Hiroxit được dùng để nấu xà phòng, chế phẩm nhuộm, tơ nhân tạo, tinh chế quặng nhôm trong công nghiệp luyện nhôm và dùng trong công nghiệp chế biến dầu mỏ, vân vân. Hai la mã Natri hydrocarbonate 1. Tính chất Natri hydrocarbonate NaHCO3 là chất rắn màu trắng ít tan trong nước dễ bị nhiệt phân hủy tạo ra Na2CO3 và khí CO2 Phương trình 2NaHCO3 dưới tác dụng của nhiệt độ cho ra Na2CO3 cộng CO2 bay lên cộng H2O. NaHCO3 có tính lưỡng tính, tức là vừa tác dụng được với dung dịch axit, vừa tác dụng được với dung dịch bazơ. Phương trình NaHCO3 cộng HCl cho ra NaCl cộng CO2 bay lên cộng H2O. NaHCO3 cộng NaOH cho ra Na2CO3 cộng H2O. 2. Ứng dụng NaHCO3 được dùng trong công nghiệp dược phẩm như chế thuốc đau dạ dày vân vân và công nghiệp thực phẩm như làm bột nở vân vân. Ba la mã Natri carbonat 1. Tính chất Natri carbonat Na2CO3 là chất rắn màu trắng tan nhiều trong nước ở nhiệt độ thường, natri carbonat tồn tại ở dạng muối ngậm nước Na2CO3 ngậm 10 phân tử nước. Ở nhiệt độ cao, muối này mất dần nước. Kết tinh trở thành natri carbonat khan, nóng chảy ở 850 độ C. Na2CO3 là muối của axit yếu, axit carbonic và có những tính chất chung của muối. Muối carbonat của kim loại kiềm trong dung dịch nước cho môi trường kiềm. 2 ứng dụng. NA2CO3 là hóa chất quan trọng trong công nghiệp thủy tinh, bột giặt, phẩm nhuộm, giấy, sợi, vân vân. 4 la mã. Kali nitrat. 1. Tính chất. Kali nitrat, công thức KNO3. Là những tinh thể không màu, bền trong không khí, tan nhiều trong nước khi đun nóng ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ nóng chảy, 333 độ C. KNO3 bắt đầu bị phân hủy thành O2 và KNO2. Phương trình: 2KNO3 dưới tác dụng của nhiệt độ cho ra 2KNO2 cộng O2 bay lên. 2. Ứng dụng. KNO3 được dùng làm phân bón như phân đạm, phân kali, được dùng để chế tạo thuốc nổ. Thuốc nổ thường dùng trong thuốc súng là hỗn hợp gồm có 68% KNO3 15% lưu huỳnh và 17% carbon than. Phản ứng cháy của thuốc súng xảy ra theo phương trình 2 KNO3 cộng 3 C cộng S dưới tác dụng của nhiệt độ cho ra N2 bay lên cộng 3 CO2 bay lên cộng K2S. Bài tập 1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là A. NS1 B NS2 C NS2 NP1 D mở ngoặc N 1 đóng ngoặc D mũ X NS mũ Y 2. Ca chi ông M cộng có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2S2 2P6 M cộng là ca nào sau đây? A. AG cộng B. CU cộng C. NA cộng D. K cộng 3. Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan 39 gam kali kim loại vào 362 gam nước là kết quả nào sau đây? A. 15,47% B. 13,97% C. 14% D. 14,04% 4. Trong các muối sau, muối nào dễ bị nhiệt phân? A. LICL B. NANO3 C. KHCO3 D. KBR 5. Điện phân muối clorua của một kim loại kiềm nóng chảy thu được không 896 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn, ở anode và 312 gam kim loại ở cathode. Hãy xác định công thức phân tử của muối kim loại kiềm đó. 6. Cho 100 gam CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được một lượng khí CO2. Sục lượng khí CO2 thu được vào dung dịch chứa 60 gam NaOH. Tính khối lượng muối tạo thành. 7. Nung 100g hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi, được 69g chất rắn. Xác định thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. 8. Cho 3,1g hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn, tác dụng hết với nước thu được 1,12 lít khí hiro ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch kiềm. A. Xác định tên hai kim loại đó và tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại. B. Tính thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng để trung hòa dung dịch kiềm và khối lượng hỗn hợp muối clorua thu được. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.